Alo alo, 1 2 3 4. Dạ trước hết tôi xin mến chào hết tất cả các quý anh chị đang hiện diện ở trong diễn đàn. Hồi nãy cảm ơn anh Đỗ Thông Minh rất là nhiều. Anh chia sẻ nhưng mà vì anh nói như, nó nhiều đoạn quá tôi thì không có thâu thập hết, nhưng mà rất là cảm ơn anh. Mình chào anh Tâm Hòa, chào hết tất cả các mọi người. Bây giờ quay trở lại cái thực tế thì hồi nãy chị Dạ Nguyệt có đưa ra nhiều cái đề tài về những cái chi tiết, những cái chuyện gì xảy ra trong đất nước Việt Nam. À, thì tôi cũng tóm tắt lại, xin phép để tóm tắt lại thôi, dưới cái cảm nghĩ, chia sẻ cảm nghĩ cá nhân của tôi để cùng cho các bạn ở bên bên kia chiến tuyến cũng nghe, ở bên diễn đàn cũng nghe. Nói về cái vụ mà của cái cháu cháu Hải, cháu gì đó, Hồ 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 Duy Hải phải không? Quên rồi, không biết hồi nãy mới nói. Nói thật ra đó, tóm lại về cái Hồ Duy Hải đó, về cái chuyện của cháu này đó. Bây giờ chúng ta phải bắt nguồn cái gốc là về đối với cái Đảng Cộng sản Việt Nam, nó không có luật pháp. Đảng Cộng sản Việt Nam nó đã không có luật pháp, và tôi đã nói không biết bao nhiêu năm và không biết bao nhiêu lần tôi nói về vấn đề này, Đảng Cộng sản Việt Nam nó không không có luật pháp. Luật là cái miệng của chúng nó, và chúng nó cãi ngang cãi bướng. Chúng nó làm luật để xử người dân thôi, quý vị nên nhớ rằng chúng nó làm luật để xử người dân, chứ không phải chúng nó làm luật để xử hết tất cả mọi người công nhân ở trong đất nước. Quý vị nên hiểu rõ cái đó. Vì tại sao gì có những người họ đói, họ dạ anh Quy Nhơn nha, họ đói họ cần đi ăn cắm một cái hột vịt, ăn ấp một ổ bánh mì thì bị ở tù 7 8 năm. Còn những cái thằng mà nó ăn cướp những cái tài nguyên của chính phủ đó, hàng tỷ bạc, và nó chỉ được bị giam, tạm giam thôi, hoặc là cảnh cáo thôi, thì cái bất công nó đã nằm ở trong đó từ từ lâu lắm rồi, chứ không phải là mới ở đây. Chúng ta phải thực tế mà nói rằng ở trong khi mà còn Đảng Cộng sản thì không có cái gì gọi là công lý đó. Các anh chị ở bên kia biên giới có đồng ý không? Khi mà Đảng Cộng sản còn ngồi đó thì không có cái gì gọi là có công lý về thực chất và mà gọi là công bình ở trong đó đó. Cái điều đó đã rõ ràng rồi. Và chúng nó dùng luật. Luật của chúng nó là gì? Luật của chúng nó là chỉ hại với chúng nó. Chúng nó có phe, có đảng, có bè, có phái, và chúng nó dùng cái hình thức, cái luật để mà che đậy đó, để mà bày ra cái trò đó thôi, chứ không có cái gì hết. Mà nếu mà chúng ta mà cứ mà tập tập trung vô mà vụ Hồ Duy Hải, tôi thấy những người ở trong nước thấy tội nghiệp lắm. Nói thật ra đó, quý vị nên biết rằng những cái sự kiện mà dân oan, những người dân đi khiếu kiện đồ này nọ, thưa các anh chị, Đảng Cộng sản đã cướp của quê hương đất nước này từ năm khi cái tên già Hồ Chí Minh nó đem cái chủ nghĩa cộng sản vào trong đất nước, từ năm 1930 lận. Lúc đó nó đã cướp rồi, nó cướp của dân miền Bắc rồi. Sau cái năm 1975 chúng nó mới vào trong miền Nam và nó cướp thêm nữa. Cướp 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 đi đâu thì chỉ có một cái đảng cướp đó mà thôi, chứ không có cái ngoài ra cái gì khác đó. Còn những người mà theo chúng nó để mà ăn có, để mà tận hưởng đó, thì có những kẻ ngày hôm nay cũng lộ cái mặt ra hết rồi. Chưa chắc gì những cái miếng đất đó, còn mà những người gọi là dân oan để đi lấy đó là đất của họ, hay là họ đã chiếm của ai, tôi chỉ đặt một cái giả thuyết vậy thôi. Nhưng mà nên nhớ rằng Đảng Cộng sản nó muốn cướp của ai thì nó cướp. Không phải là nhà của người dân không, mà chùa chiền này nọ, quý vị có thấy cái chùa chiền, mà chùa cái gì mà ở ở ở ở bên bên
bên gì đó, bên thầy Thích Không Tánh ở bên Thủ Thiêm đó đó, quý vị thấy không, chùa Liên Trì đó, nó cũng cào ra tất cả những cào ra hết những cái gì khi mà nó muốn để nó cào ra để làm gì thưa quý vị? Nó vừa nó cho rằng là sẽ xây sân chơi cho lợi ích cho người này người nọ, nhưng mà nó chính nó là chúng nó cướp ra để bán để thu mà để chia. Hồi xưa tôi cứ nói với mấy người kia hoài, nói đảng cộng sản bán đất cho tàu, tôi nói dạ thưa không đâu, đảng cộng sản nó không phải bán đất cho tàu, nhưng mà đảng cộng sản nó cướp đất của người dân và nó dâng đất cho tụi tàu thì nó đúng nghĩa hơn. Và ngày hôm nay á quý vị, nếu mà ai mà theo dõi mà những cái tin tức mà ở trong đất nước á, mỗi một ngày người dân oan rất là nhiều, dân đi khiếu kiện rất là nhiều, quý vị có thấy không? Mới cách đây không biết tháng trước thì sao, có những gia đình mà từ đàn ông cho tới đàn bà tới thanh niên phải lột quần lột áo ra trần truồng như nhộng. Quý vị có thấy một cái chính thể nào ở trên cái trái địa cầu này có những cái cách mà người dân phản đối cái bọn cầm quyền nó như vậy không? Chỉ có Việt Nam thôi. Và dưới chế độ của cộng sản thì thưa quý vị, càng ngày nó càng xuống. Đây là tôi chỉ nói tập trung vào cái vấn đề mà công lý trước đó. Thì ở Việt Nam nó không có công lý, ở Việt Nam nó không có một cái gì gọi là công bình ở trong đó đó. Người ta nó chỉ là còn nói rằng đi ra tòa mà có luật sư, dạ thưa luật sư đó là một cái bông để trang điểm cho một cái khu vườn thôi. Khu vườn công lý, khu vườn của Đảng Cộng sản thì nó trang điểm một ông luật sư đó để mà trang điểm mà thôi, chứ không phải ông luật sư đó không có làm gì được hết á. Có nhiều khi luật sư mà còn bị đuổi ra đứng ở ngoài đó đi để chờ cái thằng tòa hay là con tòa gì đó ngồi đó mà xử, mà nó xử cái gì, nó bóc tờ giấy ra nó bóc tờ giấy ra rồi 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 nó đọc cái bản án đã có sẵn rồi, mà bản án chưa nói ra là khi chưa có tiền tới, nếu mà có tiền tới thì bản án có thể thay đổi vân vân và vân vân. Cái đó là cái thông lệ từ hồi nào tới giờ của Đảng Cộng sản rồi, tôi không có thấy gì làm lạ đó. Tôi không cần đọc sách, tôi hồi nhỏ tới lớn giờ tôi không có đi học, thành ra tôi nhìn thấy là như vậy là tôi cũng đủ biết cái Đảng Cộng sản là cái thứ nào rồi rồi. Nó không có một cái gì mà gọi là cho một 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 người dân mà mang lại tới hạnh phúc được cho người dân. Hạnh phúc chăng là những kẻ mà chịu làm tay sai cho chúng nó, nhưng mà tay sai cho Đảng Cộng sản rồi chỉ có giống như vắt chanh mà bỏ vỏ mà thôi, sau khi sử dụng rồi thì vỏ chanh cũng vứt vào thùng rác nên không có cái gì hết đó, quý vị. Nó đơn giản là nó như vậy. Còn ngoài ra thưa các anh chị, có những người cái câu hỏi có không biết ông nào ngày hôm qua hôm kia ở trên ở bên Facebook và ở bên ở YouTube họ hỏi với tôi vậy, chứ như vậy bây giờ tại sao người ta không cái cô lập cái nền kinh tế của cộng sản đi để cho nó chết, nhưng mà những người đó họ nghĩ cũng chưa có thấu đáo đâu. Bây giờ nếu mà cô lập, bây giờ mình nói về về nếu mà cô lập về nền kinh tế của đất nước, cái người mà bị trước hết đó là thưa quý vị, đó là người dân, là người dân sẽ bị trước, chứ mà đâu phải là cái đảng cộng sản mà nó bị nhúng nhích đâu. Quý vị nên nhớ bây giờ ngày hôm nay đảng cộng sản nó đi ra ngoài hết rồi, cha con nó kéo nhau nó đi ra ngoài hết rồi, không còn một mà tụi nó đem từng đô la nó đem về mà nó đi đi ra hải ngoại để mà nó sắm sửa những cái nơi mà để mà nó sẽ rồi trốn trú vào lâu dài về sau nếu mà đất nước có chuyện gì. Cái đó cái này tôi không cần phải nói cùng các anh chị, nhưng mà các anh chị ở những cái nước quốc gia ở hải ngoại các anh chị cũng nhìn thấy rồi đúng không? Các anh chị là những người đã trực tiếp cái đó, các anh chị phải nhìn thấy mấy cái đó mới được, chứ không có cần mà phải mà ai ai mà phải nhắc nhở hết.
Và ngày hôm nay Đảng Cộng sản đã sử dụng một số tiền rất là lớn để trong công việc mà truyền bá tư tưởng Cộng sản đi ra nước ngoài nữa. Đi ra nước ngoài nữa. Ngoài cái vấn đề mà đầu độc những người tuổi trẻ thanh niên ở trong đất nước, thì nó đi đầu độc những cái người khác ở nước ngoài nữa, chứ không không có phải là riêng cái phần ở trong đất nước mà thôi không đâu. Vì những cái chuyện mà ở trong đất nước ngày hôm nay đó, quý vị sẽ thấy rằng nào là ông tướng này, ông tướng kia, trời đất quỷ thần ơi. Những cái lời tuyên bố, tôi nói thiệt cùng các anh chị, mỗi một ngày tôi coi không biết bao nhiêu những cái tin tức mà liên quan về Việt Nam ở trong đất nước, những cái hoàn cảnh xảy ra trong đất nước, nhưng không có thấy một cái gì mà gọi là làm lợi cho quê hương. Đảng Cộng sản bây giờ càng đưa dân tộc xuống một cái vũng bùn mà không biết làm sao mà ngóc đầu lên, từ văn hóa cho tới kinh tế, cho tới mà lịch sử, tất cả mọi thứ hết. Đảng Cộng sản nó nghe là, thưa cùng quý vị, Đảng Cộng sản là một cái đảng nói láo. Đảng Cộng sản là một lũ lưu manh. Đảng Cộng sản là một cái nhóm vô thần. Đảng Cộng sản dùng hết bằng mọi cách để tạo nên sự chia rẽ từ ở trong nước cho tới hải ngoại. Điều đó quý vị đừng có bao giờ quên cái đó là cái điểm quan trọng. Khi mà Đảng Cộng sản nó muốn dòm ngó một cái gì rồi đó, muốn làm một cái gì đó, trước cái điều kiện tiên quyết là nó sẽ là tạo nên cái sự chia rẽ để gây sức mẻ, chứ không có gì hết. Đảng Cộng sản chủ trương nó là như vậy. Nó đã cướp công không biết bao nhiêu. Bây giờ mình nhìn lại xưa xưa, bây giờ nhắc lại chuyện xa xưa một chút xíu đi. Hồi nãy không biết anh Đỗ Thông Minh có nhắc không. Năm 1960, Đảng Cộng sản đã đẻ ra một đứa con là Mặt trận Giải phóng miền Nam. Và Mặt trận Giải phóng miền Nam đó, sau năm tới năm 1976 là chấm dứt và khai tử nó. Và những cái ông thần mà ông thần bà thánh mà đi theo cái đám mà Mặt trận Giải phóng miền Nam này, đi theo đất ruộng ở trong miền Nam cò bay thẳng cánh, không ở, đi ra ngoài Bắc để tập kết ăn bao bo để rồi được cái gì ngày hôm nay, có phải là chúng nó vắt chanh bỏ vỏ không? Quý vị thấy không? Tất cả những cái điều đó là những cái kia bằng cơ cấu do cái Đảng Cộng sản mà nó bày dựng ra. Và có những cái mà người ta bây giờ phải lọt vào một cái, những người bị lọt vào những cái bẫy đó. Mà cái bẫy đó bây giờ vẫn còn. Bây giờ nó cũng sử dụng những cái bẫy đó, nhưng mà những cái bẫy này bây giờ nó còn tinh diệu hơn là qua cái đồng tiền. Bây giờ nó còn qua cái đồng tiền nữa quý vị. Với những cái đồng tiền, tôi nói nha, với những đồng tiền đánh dấu hỏi ở trên trời xuống hay là ở dưới đất mọc lên tôi cũng chả biết nữa. Dân ở trong nước thì xài tiền hồ, xài tiền của cu hồ. Mà tiền của cu hồ á, mà đem đi qua bên tới bên miên á, là bên Lào á, không có nước nào nó xài đó. Dùng để cho mà chùi thôi. Nhưng mà chúng nó chỉ thâu góp là cái tiền đó là tiền đô la. Thì quý vị thử tưởng tượng và nghĩ giùm tôi coi coi, đánh dấu hỏi giùm tôi coi, cái tiền đó ở trên trời rớt xuống hay là dưới đất nó mọc lên để cho mấy ông này ổng xài. Mà không phải là 100 triệu, 200 triệu mà hàng tỷ đô la nha. Hàng tỷ đô la chứ không phải 100-200 triệu đâu, bình thường đâu. Quý vị thấy một con số tưởng tượng không? Bây giờ có nhiều người họ đặt câu hỏi, nói trời ơi ông già ơi, sao bây giờ mấy thằng Việt Cộng nó giàu quá vậy. Nó nói rằng là mấy thằng mà trưởng thôn trưởng nhóm gì đó ở ngoài miền Bắc đó, nó xây một cái nhà, tôi nói thiệt chưa chắc gì ông Trump ổng có được cái nhà bự cao giống như nó nữa. Nó xây quá trời quá đất luôn.
mà hỏi nó cho tiền ở đâu, tiền lương ở đâu mà mày mày làm trưởng thôn, trưởng ấp gì, trưởng gì đó không biết, hay trưởng công an gì đó, tiền ở đâu mà mày 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 lãnh bao nhiêu lương mà mày 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 cất được cái đường, cái nhà vĩ đại vậy. Nó nói cái nó ngoài ra làm trưởng ấp nó còn phải chạy xe ôm nữa, mà trước khi chạy xe ôm nó phải nuôi vịt nữa, có thằng này nuôi vịt, có thằng chạy xe ôm, có thằng bán bánh tráng, đi bán chuối rồi này nọ, thì nó mới gom lại tiền tỷ nữa. Vì thế có những cái thằng cốt đột mà thằng bộ trưởng nào đó không biết, nó còn nói, không biết anh Tâm Hòa hay là quý vị đây có nhớ không, nó nói rằng mấy người bán vé số đó bán một 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 tháng lời được mấy chục triệu, và mấy mấy người này đâu phải là người nghèo, mấy 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 người này không phải là người nghèo đâu. Thành ra nó nói trong đất nước không có ai ai nghèo hết á, bán vé số mà còn kiếm một tháng mấy chục triệu thì đâu có cần gì mà phải đi làm, lo bán vé số thôi. Thành ra những cái luận điệu mà tuyên truyền của mấy thằng Việt Cộng á, nó đã dẫn cho có nhiều người nó nghe mà đi tới cái chỗ mà kêu bằng không biết đường ở đâu mà nói cho nó đúng đắn. Mà sự thật đó, mà sự thật á, bán vé số rồi tối về chơi bài cào nữa. Cảm ơn anh Sống Vắng. Không, mà tôi nói là đương tôi đương nói đúng anh Tâm Hòa, nó đăng cái thằng bộ trưởng đó đó, nó đăng nó nói vậy đó, nó nói như vậy là người dân đâu có nghèo, người dân ai cũng triệu phú hết, kể luôn cả người bán vé số, rồi nó mới đưa chi tiết ra một ngày bán bao nhiêu vậy đó. Mà hỏi tới lương của nó thì thôi, nhà cửa của nó quá trời quá đất. Thành ra hồi nãy chị Gia Nguyệt mà nói về cái nguồn tin mà đứa con gái nào hay là vợ của cái thằng thằng cán bộ gì đó, bộ trưởng gì mà đưa ra tới tận máy bay, cái đó là thường chị, không phải là mới đây đâu. Mà tại sao nhà báo bữa nay nó mới nói đi chứ, cái này là không, nó xảy ra không biết bao nhiêu rồi, biết bao nhiêu những con vẹm cái, vẹm mái, vẹm gì đó, mấy thằng đực này nó đưa ra đi là đi phó bí thư, nó ra đưa ra tới tận máy bay nữa, đưa ra tới tận máy bay mà không có bước lên nha. Nhiều khi nó còn biểu mấy người đó cúi xuống để cho mà cõng nó lên nữa, chứ đừng đừng có nói mà xe tới tận máy bay là lạ. Cái chuyện này nó có nhiều lắm rồi, hình như 1 2 năm trước cũng có nữa, mà có hoài hoài à. Rồi lấy xe bảng xanh rồi đi nhậu đồ, ôi chú cha trời ơi, tôi nói trong cái xã hội mà tôi nói thiệt cùng các anh chị nha, cái xã hội mà khi còn đảng cộng sản nó ngồi đó thì nó nhiều cái chuyện mà chúng ta không thể nào mà tưởng tượng nổi đó. Hôm nay cái nguồn tin mà mới nhất đây nè, nguồn tin mới nhất là hồi sáng này, không biết anh Tâm Hòa chắc anh hay rình rình tôi ảnh đi theo dõi đó, quý vị có thấy có nghe nói là bữa nay bắt được mà mấy cái cô mà bán dâm không, mà bán dâm không phải là bán dâm 1 2 đô la đâu nha, từ 10.000 đô la cho tới 30.000 đô la mấy cái cô bán dâm này. Không phải là cái này là mấy người kia bằng mấy người này kia bằng cái gì đó hoa hậu, có một người hoa hậu ở bên Úc, đi về bên Việt Nam bán dâm, hoa hậu 2 năm về trước, đó. Rồi có mấy người mà người mẫu rồi không biết rồi mà bây giờ đó, thành ra tôi thấy ở trong đó nữa. Đây nè, để tôi nói cho anh Tâm Hoàng nghe, anh có thấy tôi viết ở trên đó không? Tôi nói không biết quý vị có nhớ một cái câu không, có một người đàn bà bị bắt bán dâm và buộc tội, thì cái cô này cũng mới trả lời, của tôi thì tôi có quyền bán, tôi có quyền cho, tôi có quyền tặng cho ông Tâm quà hay là muốn tặng cho ai cũng được hết á, tại sao lại cấm tôi? Chừng nào mà tôi ăn cắp của chính phủ, của đất nước, của quê hương mà tôi bán đó, cái đó hãy bắt tôi. Quý vị có nghe cái câu chuyện đó chưa? Thành ra đó quý vị nên nhớ rằng tất cả những cái việc đó, cái này của họ thì họ bán, đâu có sao đâu. Tôi nghĩ vậy đó, của họ thì họ bán,
phải không các bạn, bên biên giới, tôi nói đúng không? Của họ thì họ bán, của các bạn cứ thích thì các bạn bán, thích thì các bạn cho. Cái đó là không có thành gì vấn đề hết. Nhưng mà các bạn đừng có ăn cắp. Mà thứ nhất ăn cắp của dân tộc, ăn cắp đất đai của dân tộc mà đem bán cho ngoại bang, cái đó mới là cái tội. Rồi, tôi viết câu đó rồi, tôi chấm xuống hàng. Nhưng tại sao đăng những cái cô gái này bán dâm mà không đăng tên những cái thằng nào mua dâm, những cái thằng nào mà có thể có đồng tiền từ 10.000 cho tới 30.000 đồng đô la, US đô la để mà mua dâm cái này? Hả? Tại sao vậy? Báo chí này nó cũng kỳ thị dữ ha. Báo chí này nó kỳ thị à. Quý vị thấy chưa? Đảng Cộng sản là vậy đó. Những cái nó, quý vị có nhớ không, mới đầu năm là nó ra cái luật là nó nói tất cả những người sử dụng internet không được tố cáo hay là không được viết những cái bài gì có hại đến cái gì quốc gia dân tộc gì đó. Thứ nhất là viết những bài công kích về về cái gì đó lãnh đạo, là nói thằng đó ăn cắp hay là thằng nói gì không được viết, và không được chụp hình của nhà của đó nữa. Đó, quý vị coi coi, đất nước vậy đó, tự do đó. Mà vậy mà có mấy ông mấy bà cứ nói là đất nước bây giờ tự do đó, muốn đi đâu cũng được. Vậy đúng rồi, muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì cũng được, thì nó muốn cướp đất lúc nào cũng được, nó muốn làm gì nó làm, Đảng Cộng sản mà. Nó những cái trớ trêu, thưa các anh các chị, những cái trớ trêu này nó đã có từ lâu rồi, và không phải là mới ở đây. Thành ra cái sự việc mà đem xe công, xe bản xanh, xe xanh bản xanh gì đó mà chở con, hay là chở nhiều khi chưa chắc phải con nữa nha. Chị Dạ Nguyệt, nhà báo đó, nó nói vậy đó, hay là những cái tin đưa ra, nhiều khi không phải con đâu, nhiều khi bồ nhí cũng có nữa. À, rồi nó chở đi ra để đi lên ở trên phi trường mà tới tận cái máy bay. Cái chuyện đó là đối với tôi là chuyện thường thôi, chuyện thường thôi. Vì chúng ta nên biết rằng dưới cái Đảng Cộng sản, cái tụi cán bộ tham nhũng là nó lũng đoạn từ hồi nào tới giờ rồi. Nó lũng đoạn từ hồi nào tới giờ và nó làm đủ thứ được hết. Thì cái chuyện mà chở ra đó là bình thường, bình thường, nó không có cái gì mà lạ mắt đâu. Lạ là nó không có chở thì cái đó mình mới nói là lạ đó. Quý vị nên nhớ là xe công mà nó sử dụng cho việc tư, chở bà đi đi cái gì đó, đi sơn móng tay, móng chân, chở bà đi chợ, chở con cái đi học. Ở đất nước Việt Nam, Đảng Cộng sản là vua. Hiện tại ngày hôm nay Đảng Cộng sản là vua. Những cái tên cán bộ, những tên lãnh đạo, thưa quý vị có coi tin tức mỗi ngày trên Facebook không? Có những cái con mẹ mà kêu bằng mà hồi đó mà dọc sẽ dọc Trường Sơn đó, rồi bây giờ cái là chôm được đâu được một cái chiếc xe, hai chiếc xe. Hồi xưa là lái xe đạp quen rồi, đi ở trên dòng Trường Sơn quen rồi, bây giờ lên ra ngoài đường lái xe ủi vô cán người ta, cán người ta. Nhưng mà con người nó bất nhẫn như vậy, con người sống ở dưới chế độ cộng sản sao nó bất nhẫn dễ sợ luôn. Nó không tới để nó coi cái người nó đụng có bị thương, bị trầy cái gì không, để mà đem đi nhà thương giống như chúng ta ở ngoại quốc, phải không? Nhưng không, nó bóc cái điện thoại, nó kêu ra rồi nó rờ cái xe của nó coi coi có trầy ở chỗ nào không. Thay vì nó coi người bị thương thì nó coi cái xe nó. Quý vị thấy cái tình người của mà Đảng Cộng sản nó tạo ra không? Đó là tư tưởng của cái tên cu hồ đó quý vị. Tư tưởng cu hồ đó. Đó là tôi nói, đây là tôi mới thưa quý vị, tôi mới kể sơ sơ cho quý vị nghe thôi. Chứ thật ra dưới cái chế độ Đảng Cộng sản đó, nó không còn cái gì nữa. Nó không còn một cái gì đó. Tất cả đều là một những sự giả dối. Và giả dối là cái chủ trương của Đảng Cộng sản. Giả dối để tạo ra cho cái sự nghi vấn cho tất cả mọi người. Đó, đó, đó quý vị. Thôi, bây giờ như vậy tôi nói sơ sơ vậy là quý vị. Đảng Cộng sản thì nói, nếu mà lưu manh thì nó là số 1 rồi anh Đông Hoàng.
Đảng Cộng sản là không còn một cái gì nữa mà để có thể mà mình nói. Nếu mà quý vị muốn tôi nói thì bữa nào tôi ngồi đó rồi tôi nói cả chừng khoảng là 3 4 tiếng, mà sợ sức già chịu không nổi đó, sức già chịu không nổi rồi cái là nói lại. Chứ thật ra mình đi từng chi tiết văn hóa, xã hội, kinh tế, đời sống, học vấn, văn hóa. Bây giờ quý vị coi coi văn hóa ngày hôm nay trong đất nước không? Thanh niên, thiếu nhi hồi xưa đứa bước vô trường học, cái chữ đầu tiên để trong trường là tiên học lễ hậu học văn. Bây giờ bước vô trong lớp thì cha con nó quánh lộn, con gái thì cởi quần cởi áo quánh lộn với nhau, loạn xà ngầu. Rồi cái con mẹ, một cái con mẹ khác nữa, bộ trưởng bộ gì của tụi nó đó, nói cần phải quánh nhau để có năng động. Mà quý vị coi coi khốn nạn không, thay vì phải đưa ra chính sách đưa này nó không, cần phải cho chúng nó quánh nhau để cho nó có năng động thì nó mới nên thành người. Và đó quý vị nghĩ giùm tôi đi, quý vị thử nghĩ giùm tôi có những cái đó mà nếu mà quý vị có con mà cho đi học mà gặp ở trong những cái trường học như vậy là như thế nào. Còn về vấn đề khác là mình chưa nói về vấn đề ông thầy phải dạy cái gì và cô giáo dạy những cái gì. Nó đau đớn là có những cô giáo sáng thì đi dạy, tối thì đi bán bia ôm vì không đủ tiền sống quý vị. Chứ không phải là mấy người này mà là cái gì, vì họ không đủ tiền để cho gia đình họ sống, thành họ phải làm thêm một nghề thứ hai nữa chứ không có cái gì đó. Họ không phải là xấu, nhưng mà chính cái đảng Cộng sản đã tạo ra cho họ, buộc họ phải phải đi vào cái con đường đó. Quý vị tôi nói thiệt cùng quý vị nè, thầy dụ dỗ ở cái này là thường lắm anh Thông Hòa. Ở trong đất nước Việt Nam á, sau năm 1975 á, là tất cả mà những cái cô nào mà muốn có điểm lên lớp này nọ nè thì phải đi 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 ngủ với thầy. Người ta nói đổi đổi tình mà lấy điểm, chứ không phải ai đổi điểm lấy tình, người ta nói đổi tình mà lấy điểm. Thưa anh Thông Hòa, anh nói ngược không, anh nói kiểu này ngược rồi chết rồi, anh là phản động quá rồi đâu có được. Người ta nói đổi tình lấy điểm, đổi điểm đâu có khí khô gì. Dạ. Cô Bảy Diêu, Cộng sản lưu manh vậy tại sao dân Việt Nam tị nạn lại đang ủng hộ bọn bạo loạn da đen ở bên Mỹ, vì bọn này được đào tạo theo Marxist vậy bác? Cái câu hỏi này hay. Cái câu hỏi này hay, tuy rằng nó xa đề tài nhưng mà không sao, tôi cũng cũng xin phép chị Giang Nguyệt nha. Đúng ra là cái gì mà tôi thích các anh các chị đi trong đề tài thì nó đúng hơn, đi trong đề tài là nó đúng hơn ngoài ngoài cái đề tài. Nhưng mà tôi xin phép chị Giang Nguyệt đi ngoài cái đề tài này một chút xíu, rồi xong rồi để tôi mời cái ông Tây dòng sông này ha. Cộng sản lưu manh, dân Việt Nam tị nạn sao ủng hộ bọn loại da đen? Tôi biết cái câu hỏi này đang cô bảy gì đây nè, đang nhắm vào một cái người mà anh Quy Nhơn mới viết lên, ông Lê Hoàng Nguyên. Vậy ông dựng cái bản gì ở ở cái vùng của ông, tôi không phải dân bên Mỹ, thành ra tôi mấy cái vụ này tôi không có rành, nhưng mà tôi nghe nghe phong phanh ông ta có dựng. Và cộng đồng á, hả, đề tài thì hả, cái gì nói gì tôi cũng chả hiểu, cô bị nói gì đây, đề tài bác nói dài và đủ rồi. Vậy thôi thôi được rồi, vậy thôi để chú một để tôi để cho cái anh kia anh nói trước đi ha, rồi hồi nữa tôi lên tôi giải thích cho. Còn tại vì tôi cũng nói cho, tôi cũng sắp sửa tới giờ tôi ăn cháo rồi, mà khi tôi ăn cháo rồi tôi
không không đâu 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 có cái gì đâu. Thì tóm lại, tôi tóm lại vài ba câu cho cô Bảy Diêu, cô Bảy Điệu gì nè, nói nè. Cái người đó, mỗi người chúng ta, nếu mà khi nói á, thì mình nói người, nhiều người họ hay nói là người tị nạn cộng sản đang ủng hộ bạo loạn da đen, ủng hộ bọn bạo loạn, nhưng phải coi cái đó đó, mình đừng có nghĩ rằng cái đó là hết chung cho tất cả những người Việt Nam tị nạn. Đó là cá nhân, cái đó cá nhân. Cô Bảy có quyền cá nhân của cô Bảy, tôi có quyền cá nhân của tôi, thì không, mình không thể nào nói đó là người Việt tị nạn cộng sản đó. Cá nhân của ông đó, ông thích thì ông cứ để, và ông để thì ông chịu trách nhiệm cái hành vi của ông ta. Giống như vậy, nếu mình tự uống thuốc độc thì mình chết, chứ không phải mình uống thuốc độc mà người khác chết. Đơn giản là tôi chỉ trả lời như vậy thôi. Thôi tôi xin cảm ơn. Bây giờ cái anh ông Tây gì đó, anh có giơ tay đó chưa? Rồi vậy thôi, để tôi à, nhưng tại sao hả? Tại sao là tôi đương nói, tôi làm sao tôi trả lời được những cái gì mà của họ làm? Có thể nếu mà hỏi tôi tại sao mà tôi không để, tôi nói tại vì tôi không có thích, tôi không thích thôi. Còn cá nhân tôi không thể nào quyết định hay là định ý của cái việc làm của người khác, không, tôi không có. Nhưng mà khi mà người khác làm hại tới người khác nữa đó, lúc đó mình mới nói chuyện. Giống như đảng cộng sản giết dân bán nước, đưa dân đi ra hải ngoại hay là này nọ đi bán dân bán nước, giống như ngày hôm nay quý vị thấy khắp nơi ở trên thế giới những cái việc mà kêu bằng đưa dân gọi là đi bán sức lao động đó, từ đàn ông đàn bà con nít đồ này nọ khắp nơi trên thế giới. Cái đó mình mới buộc tội đó, mấy cái điểm đó mà là mình buộc tội họ đó, đương đi sát vào vấn đề đó. Thôi xin mời anh ông gì đó, thôi gửi lại cho chị Dạ Nguyệt nha, mời chị Dạ Nguyệt. Dạ, Nguyệt xin thay mặt diễn đàn cảm ơn chia sẻ vừa rồi của anh người lính già nha. Anh nói rất đúng, cộng sản thì nó không có từ chối bất cứ một làm một điều gì, miễn là cái điều đó đem đến lợi ích cho nó. Cho nên những cái hành động mà coi như là bóc lột người dân, rồi coi như lợi dụng cái công xa để làm cái chuyện riêng, rồi xử quan án rất là nhiều trên đất nước chúng ta, mà lúc nào ấy họ cũng tuyên bố là họ là tự do, độc lập, hạnh phúc. Tự do gì mà khi mà người dân mà nói đọc tới những cái lãnh tụ á, thì bị bắt. Đâu có phải giống như ở Tây phương này, mình có quyền chửi cái người tổng thống hay là phó tổng thống hay là bộ trưởng gì, nhưng mà đâu có ai bắt bớ mình. Rồi độc lập, có độc lập hay không, trong khi cái quyền quyết định đất nước mình á, thì lại thuộc tay của người khác. Rồi hạnh phúc, người dân hạnh phúc, có hạnh phúc không các anh chị, khi mà những cái ngăn cách, những cái khác biệt giữa một cái giới mà tương như là giàu có của những cái tên cán bộ và những người dân, thì cái đó có hạnh phúc không? Hạnh phúc đói hay là như thế nào thì các anh chị cũng biết đó không phải là hạnh phúc. Rồi có những cái tên cán bộ nó nói rằng cái tài sản này nó có được là vợ nó nuôi heo nuôi gà thế này thế kia, nhưng mà thật sự đó thì nó chỉ có bóc lột người dân thôi, chứ không có phải là do cái công sức của nó tạo ra. Dạ, bây giờ thì không để mất thời gian các chị, dạ Nguyệt xin là mến mời nhân sinh lên cầm mic nha. Khoan, trước tiên xin mến chào toàn thể tất cả mọi người trong room. Cảm ơn chị. Không có máu sôi lên rồi đâu, tôi tuổi của tôi mà còn sôi gì nữa. Cảm ơn chị Gia Nguyệt rất nhiều, xin mến chào tất cả các anh chị. Không biết âm thanh có tới với các anh chị không vậy. Alo 1 2 3 4, 1 2 3 4.
Cảm ơn quý vị nha. Cảm ơn chị Dạ Nguyệt. Không phải cái anh này lần đầu tiên đâu, mà có rất nhiều người, mà anh này là một 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 ở trong những cái số người đó. Nó thiệt tình mà nói, cái mà anh ta vừa nói đó, cu hồ đã đi năm châu bốn biển rồi, bây giờ để cho anh thay vì cái tên Việt Nam không lấy, mà đi lấy cái tên gia sinh gì đó không biết, lấy cái tên tên Nga, tên thiệt là tình như vậy mà anh còn nói là đất nước đồ này nọ. Tôi đã nói bây giờ, trước khi mà ca ngợi già hồ đó, trước khi mà ca ngợi già hồ đó thì làm ơn làm phước, ở xứ nào đâu tôi không biết, ngó về đất nước Việt Nam giùm tôi một cái, thử coi coi đất nước Việt Nam bây giờ nó ra như thế nào, dân tộc Việt Nam bây giờ nó ra như thế nào, văn hóa Việt Nam nó ra như thế nào, phong tục cổ quán của phong tục tốt đẹp của người Việt Nam ngày hôm nay nó đi tới đâu rồi, tới chỗ nào rồi. Tôi chỉ yêu cầu nhìn coi mấy cái đó rồi mình hãy nói chuyện, trước khi mà ca ngợi cái ai đó. Cứ mà nhắm mắt ù ù ca ngợi đó thì chả khác nào mà là những người mà không hiểu gì hết. Tôi thấy tội nghiệp cho những người bạn giống như vậy. Tôi nói thiệt, tôi tiếc lắm, đã bỏ cái tên Việt Nam mà mang cái tên 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 Tây tên tên Mỹ này, rồi á bây giờ lại mà có một cái nhìn nó trật bù đìa cái chỗ này là nó không có đúng. Tôi hỏi bây giờ anh, bây giờ anh đưa ở bên Mỹ phải không, anh nhìn bên Việt Nam, anh ở bên Pháp, anh ở bên Đức, ở bên đâu cũng vậy, nhìn về bên Việt Nam có cái gì thay đổi không? Từ khi mà cái đảng Cộng sản nó vào nó cưỡng chiếm miền Nam vào ngày 30 tháng 4 1975, ai có thể trong diễn đàn này có thể nói cho tôi biết coi cái gì đã thay đổi, và thay đổi như thế nào, thay đổi tốt đẹp hơn hay là thay đổi tệ hại hơn? Điều đó là tôi muốn biết. Quý vị hãy nói và hãy thực tế cái câu chuyện nó đúng hơn. Hình ảnh của đất nước Việt Nam bây giờ đàn ông đàn bà đó có thay đổi hả? Đúng rồi, bây giờ đi đòi đất phải cõi trần cõi truồng ra cho chúng nó rồi đi đòi đó hả? Cái đó là thay đổi đó hả? Thay đổi bây giờ có mấy thằng cốt đột á, mấy thằng cốt đột nó nói rằng là đất nước bây giờ đã phồn thịnh rồi, bây giờ phải chia ngăn cách người giàu ra người nghèo ra. Thay đổi cái gì? Không nói mà không có thực tế, nói mà không suy nghĩ rằng biết bao nhiêu người 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 mà người dân đương khổ cực ở trong cái đó. Đừng có tưởng rằng đất nước hồi xưa đi bộ đi xe đạp rồi bây giờ đi xe có xe hơi nhà lầu là nói là thay đổi, nhưng mà trước hết phải nghĩ rằng cái nhà lầu đó là của ai, của người dân phải không hả? Có ai nói cho tôi biết đi, xưởng hãng xưởng đông đó là của ai, ai làm chủ, tụi Tàu hay là tụi Đài Loan hay là tụi này tụi nọ, toàn là cán bộ tay sai của Trung Cộng, đất đai của miền Nam miền Bắc rồi còn cái gì đâu nữa. Đất nước không hiểu sao mà cứ ráng mà cãi bướng là nói rằng là đất nước đã thay đổi. Cái này mà không phải anh bạn này nói đâu, anh bạn này nói là nói đâu, mà rất là nhiều, tôi nghe nhiều người lắm, tôi thấy nhiều người họ nói có những cái lập luận mà tôi buồn cười và tôi thấy tội nghiệp. Và những người này nè, chính những người này nè, họ đã lợi dụng những cái đồng tiền ở hải ngoại, có được đồng tiền ở hải ngoại đem về để giày vò những cái thân xác của những người phụ nữ trong Việt Nam mà họ lấy làm hãnh diện. Hãnh diện được khi sai những đứa nhỏ này, những hành hạ những người đàn bà kia, vân vân và vân vân. Cái đó là hãnh diện cái gì?
ai đã đem lên do dân tộc ngay chỗ này. Nếu mà tên cu hồ mà làm cho dân tộc được sung sướng từ đầu tới cuối thì nó đâu có giết bà Hạnh Cát Long, nó đâu đâu đưa ra cái chủ thuyết mà cái gì đó cải cách điền địa, giết biết bao nhiêu người, bàn tay nó đã nhúng biết bao nhiêu người rồi mà còn không có nhìn thấy nữa hay là sao? Trời ơi, xin mở mắt ra, nếu mà có đọc lịch sử thì hãy đọc cho nó đàng hoàng. Nếu mà mình đã mang tên ngoại quốc rồi thì ở hải ngoại hãy tìm những cái lịch sử cho nó đúng đắn mà đọc. Đọc để chi? Đọc để phân biệt, đọc để biết thêm về cái mặt thật và cái giả trá của bọn cộng sản. Chứ không phải là tôi nói là các anh phải đọc, anh đọc để rồi mà anh theo tôi. Không, tôi chỉ cần anh đọc để anh tỉnh trí, anh biết cái nào đúng, cái nào sai, cái nào là cái thằng cộng sản nó là thằng lưu manh, đúng không? Thằng ăn cướp, đúng không? Ai cướp đất của người dân ngày hôm nay? Ai dân đất bán biển cho những ngoại bang ngày hôm nay? Có những bài ca nó đã đọc, người đã viết lên hết rồi, không chịu tìm đó mà coi, đâu có cần tôi phải nói đâu. Trước khi anh nói rằng đất nước đã thay đổi thì mình phải suy nghĩ kỹ, à, đất nước đã thay đổi chỗ nào. Bây giờ đến nỗi đất nước nó thay đổi đến nỗi mà đàn bà con gái không có lấy chồng ở trong nước nữa mà phải đi ra ngoài, mà là thay đổi đó, phải đi làm tôi mọi dịch hết tất cả các nước ở trên thế giới để kiếm từng đồng mà đi được đó hả? Nói thì phải nói đàng hoàng, đừng có ca ngợi một cái người mà đã nhúng tay giết đồng bào. Vì ai? Vì ai mà tất cả mọi người ở trên thế giới mà ngày hôm nay người Việt Nam đầy hết ở trên thế giới? Vì ai vậy? Hồi xưa mà nói là mấy chục năm về trước hay là sau năm 70 trước, trước năm 75 đâu có ai thèm đi ngoại quốc đâu. Mà bây giờ đến cột đèn mà nó còn phải muốn đi ra nè. Rồi thằng cốt đột gì đó, Phúc Niễn đó, nó nói bây giờ cột đèn sắp sửa gì à? Đây nè, đây là một cái cột đèn này nè, đang đi về đây nè. Hãy thực tế đi. Tôi thật tình đó, tôi không phải ghét bạn, nhưng mà tôi thấy tội nghiệp cho bạn thôi, chứ không có cái gì đó. Tội nghiệp cho bạn, vì bạn nói chuyện nhưng mà bạn còn trẻ quá. Bạn có thể sửa trở lại cái đường hướng trở lại chứ không có gì đó. Mình sửa lại để đi cho con đường đúng, để làm có lợi cho dân tộc và quê hương. Bạn không làm được lợi cho dân tộc và quê hương thì xin đừng làm hại quê hương và dân tộc. Nó đơn giản vậy thôi. Bạn không làm lợi được thì bạn đừng có làm hại. Cái điều đó mới là vậy. Bạn biết rằng bạn không thể làm được thì bạn hãy ngồi. Nó đơn giản vậy chứ. Anh lên tự nhiên anh không, anh phân tích ở đây diễn đàn này không có phải là cái ngăn cản anh phân tích, nhưng mà anh phải phân tích cái lý cho nó đúng chứ. Anh đừng có ôm cái lý rằng nói rằng già hồ, thằng cu hồ đi năm châu bốn biển rồi làm này làm nọ, bây giờ đất nước ngày hôm nay mới có vậy. Anh cái đó làm sao có lý được. Đi làm là làm tay sai bồi bếp ở trên tàu để được đi này nọ, mà anh nói chuyện mà như vậy mà anh nói được thì tôi cũng sợ anh luôn. Anh suy nghĩ lại đi, trước khi anh muốn lên đây nói, anh tìm tài liệu đi. Anh đã vô đây được thì anh coi hết tất cả những cái gì tài liệu ở trên cái Google mà anh coi đi. Rồi anh coi rồi anh đối chiếu lại những cái mà hồi xưa trước năm 75 là như thế nào, sau năm 75 bây giờ như thế nào. Hồi nãy tôi đưa ra một cái ví dụ về vấn đề văn hóa. Con nít hồi xưa đó đi học á, thưa cha thưa mẹ thưa thầy thưa này thưa nọ, bây giờ không còn nữa. Bây giờ con nít vào ở trong trường anh thấy không, con nít nó quánh lộn. Rồi mấy thằng cốt đột mà bộ trưởng này nọ nói là phải quánh lộn để cho nó có tập như tập thể thao, có sức khỏe. Anh nghĩ coi có được không? Cái đó là đất nước đang thay đổi đó hả? Đúng là có lẽ nó thay đổi như vậy đó sao? Không, anh phải nói là nói cho đúng. Ở đâu cũng có cái xấu.
Tôi nói thật, ở trên cái thế gian này, nếu ngoài cái thế gian này thì tôi không biết thiệt, nhưng mà ở trên thế gian này không có nước nào, ở đâu cũng có cái thế xấu. Khi anh đặt chân, cái chân anh còn mang đôi giày đôi dép đi chân không, mà ở trên cái trái đất này á thì luôn luôn nó có cái xấu. Nhưng cái xấu nó tùy ở trong cái trường hợp nào, cái xấu nó nằm như thế nào thì mới nói. Còn nước Việt Nam mà các anh không thấy cái những cái tệ hại của Đảng Cộng sản nó đang làm gì cho người dân, làm gì cho đất nước và tương lai đất nước, tôi nói thiệt, chỉ có hai tiếng là nô lệ cho Tàu mà thôi. Nói thật đó, những người có tư tưởng như anh, những tuổi trẻ mà còn vẫn còn tư tưởng như anh, thì tương lai của đất nước không sớm thì muộn sẽ là hai chữ nô lệ mà thôi, chứ không có cái gì mà xa hơn nữa hết đó. Rất mà đau buồn. Tôi nói thiệt, tôi ngồi cách đây mấy tháng, tôi ngồi tôi coi những cái cuộc mà biểu tình của sinh viên ở bên Hồng Kông, sinh viên học sinh ở bên Hồng Kông và người dân Hồng Kông. Trời đất ơi, tôi mơ tưởng lắm các anh chị. Thưa các anh chị trong diễn đàn, thưa các anh chị ở bên kia chiến tuyến, tôi mơ tưởng khi thấy những cái hình ảnh của những người sinh viên trẻ trai gái và những cụ già ở bên Hồng Kông. Họ cố tình họ tranh đấu để đòi hỏi cái quyền tự do của họ, cái nhân quyền của họ. Mà khi nhìn qua lại những cái hình ảnh ở bên đất nước Việt Nam, trời đất ơi, tôi buồn không biết bao nhiêu mà nói. Buồn đến nỗi mà nhìn thấy đó, thưa quý vị, ở trong người ta đưa lên trên Facebook đó, những quay lên những cái cảnh video, những cái cảnh mà những cái quán nhậu đầy đầy người hết, toàn là gì? Thanh niên không? Thanh niên không? Rồi thiếu nữ nè. Thì thử hỏi tương lai đất nước là nó sẽ đi về đâu? Đây là những cái mà, thưa các anh chị, đây là những cái bẫy mà Đảng Cộng sản Việt Nam nó cố tình nó dựng ra. Những nào là những nơi quán nhậu nè, những nơi ăn chơi nè, những nơi này nơi nọ, để làm như vậy, để làm bại hoại cái ý chí đấu tranh của tuổi trẻ. Mà khi ý chí tuổi trẻ không có một cái ý chí đấu tranh thì đất nước sẽ đi về đâu? Gọn lắm, nó sẽ đi đến hai chữ nô lệ mà thôi. 1.000 năm nô lệ giặc Tàu mà nó còn không làm gì được mình, mà ngày hôm nay cái Đảng Cộng sản nó lại dâng hiến đất nước Việt Nam và con dân mình nó cho Tàu, mà không thấy đi dưới nhiều cái hình thức nữa. Có thấy không? Biết bao nhiêu những trời ơi, tôi nói cái ăn chơi có trong cái ý nghĩa này mà anh không có hiểu, mà anh cãi bướng như vậy. Anh nói nước nào là không có ăn chơi, nước nào cũng có ăn chơi hết. Tôi nói nhưng mà cái ăn chơi của người ta nó khác. Nước người ta có cái đường hướng của người ta thì người ta có quyền ăn chơi, còn cái này nước Việt Nam lấy cái gì mà ăn chơi này nè. Trong khi là đang bị là ở ngoài biển thì bị Tàu, rồi ở trong đất liền thì Tàu nó xâm lấn, mà vui vẻ gì mà ăn chơi. Cách đây mấy tháng trước tôi đọc một cái câu chuyện, có những cái ngư dân ở Quảng Ngãi bị bắn, bị cái tàu tuần tiên của bắn chết. Mà khi tàu tuần tiên bắn chết không một tiếng khóc, mà không biết cái tài tử nào ở đâu bên Đài Loan hay là ở bên đâu tôi cũng chả biết nữa, nó qua bên Việt Nam mà nó chết, hay là nó chết ở đâu xứ nó. Trời ơi, tuổi trẻ bên Việt Nam nó làm còn hơn cha nó chết nữa quý vị ơi. Nó ngồi nó đốt đèn cầy rồi nó súng nhau, nó ôm nhau, nó khóc, nó uống rượu uống chè. Trời đất ơi, tôi nói trời ơi thôi, mình không lẽ tôi suy nghĩ hoài. Tôi nói mà đây là cái cảnh ở bên Tàu hay là ở bên Việt Nam đây? Người dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng cùng một ngôn ngữ bị giết bởi những cái kẻ ngoại bang như là tụi Tàu Cộng, thì họ không rớt một họ đứa mắt. Họ chỉ nghĩ tới cái ăn chơi thì còn cái gì đâu nữa. Bởi vì tôi nói tôi không có, lần đầu tiên tôi nghe anh chia sẻ, nhưng mà anh chia sẻ vô cái câu đầu tiên là anh nói cu hồ đồ này nọ, giống như bây giờ Đảng Cộng sản nó nói cu hồ nói 29 thứ tiếng. Anh nói thì giống như Đảng Cộng sản nó nói lại.
Thành ra nó nói 29 thứ tiếng, còn thứ tiếng 30 là nó chưa biết nói là tiếng khỉ nữa. Tiếng con khỉ nó còn chưa nói được. Nó còn là gì quý vị, còn ấy. Anh có thấy ở trong đất nước không? Còn cái gì nữa? Tôi thấy ở Việt Nam tôi nói thiệt, không phải nói vậy anh. Tuổi tôi thì lớn rồi, không biết sẽ đi ngày nào. Nếu mà có phước, có phần, có duyên, có phận thì tôi còn sẽ trở về, quay trở về lại mà nhìn thấy quê hương đất nước. Còn không thì thôi, chịu thôi. Nhưng mà tôi thấy đất nước Việt Nam, tôi thấy với tình trạng này kéo dài, cái sự âm thầm này nó đưa đến cho cái đất nước đi tới hai chữ nô lệ này, nó không sớm thì muộn đâu. Tôi sợ lắm, tôi sợ cái đó. Tôi sợ rằng cái thế hệ của tôi mà khi mà đi rồi đó thì không biết rằng nó sẽ còn cái gì tới cho cái nhìn thấy cái quê hương. Tôi ước mơ, mà ước mơ của tôi là chỉ có đơn giản thôi, được về để nhìn thấy quê hương mà tất cả mọi người đều vui, mà sống một cách công bình, có công lý đàng hoàng, chứ không phải là giống như cái kiểu mà ngày hôm nay mấy cái thằng khốn nạn đảng viên đảng cộng sản và mấy cái thằng to đầu nó ngồi lên lãnh đạo tham nhũng và tất cả những cái sự nó đang đàn áp lên rồi. Nếu tôi đi rồi, không, tôi đi rồi cũng còn nhiều người chứ, có nhiều người đó. Bởi vậy khi anh gì đó, anh lấy tên ngoại quốc này đó, thì tôi nói anh suy nghĩ đi. Trước khi anh chia sẻ, anh muốn khen ngay tôi cũng không có nói đâu, tại vì anh có cái tự do của anh mà, anh có quyền mà. Chúng ta có nhân quyền lại ngay chỗ đó, chúng ta có quyền tự do dân chủ, anh có quyền ca tụng ai, nhưng mà anh phải có ca tụng cho nó có lý, cho nó hợp. Chứ nếu mà ca tụng một cách mà không khách quan, mà anh chỉ nhắm vào giống như là con ngựa mà bị che hai con mắt, chỉ thấy đằng trước thôi thì không có được. Cái nhìn nào anh phải nhìn cho nó khách quan, phải hiểu cái đó thì anh mới được. Anh hãy nhìn cái thực tế, tôi nói được, tôi không có nói xa. Anh hãy nhìn cái gì ở trong đất nước đi. Tôi chỉ hỏi anh một câu, trong đất nước hiện nay nó có cái gì thay đổi hay không? Và theo anh á, cái sự thay đổi này nó dẫn đất nước đi tới có phải là sẽ là nô lệ hay là không? Đất nước bây giờ không còn gì nữa hết. Tất cả đều tàu, mấy thằng Trung Cộng nó vô nó khai thác hết. Mấy thằng Trung Cộng nó làm chủ hết. Anh đừng nói những cái building hay là những hãng xưởng đó là của người dân Việt Nam. Không có một người dân Việt Nam nào làm chủ. Chỉ có đảng Cộng sản nó làm chủ thì có lý. Đảng Cộng sản nó cùng với cái người mấy thằng Tàu nó làm chủ của những cái đó. Nó ngồi trên đầu, trên cổ nhân dân, thành ra nó muốn cướp đất, cướp quyền, cướp gì của ai cũng được hết á. Sự thật mà nói là nó như vậy, chứ không có cái gì mà tôi thêm hay là tôi bớt. Nếu mà tôi nói cái gì sai đó, nói, ồ, ông này, ông nói thêm đồ này nọ không? Tôi không có nói thêm. Anh nếu mà anh muốn bằng chứng, tôi nói thiệt, tôi có nhiều bằng chứng lắm. Vì những gì tôi coi và tôi thấy, tôi đau tim quá, tôi dồn quá, tôi cất lại để đưa cho những anh chị em khác coi. Mục đích tôi là gì? Là tôi đi phổ biến ra những cái này, những cái tội ác của đảng Cộng sản từ hồi xưa, từ trước năm 1975. Chúng nó đã giết biết bao nhiêu người, nó đã dối trá là để hy sinh biết bao nhiêu những xương trắng máu đào chảy hết khắp ở trong miền đất nước mình, rồi ngày hôm nay là tới cái vụ này nữa. Nếu mà anh nghĩ được cái điểm đó thì anh sẽ thấy rằng là những cái điều gì mà anh nhìn sai, anh đã nhìn sai về cứu hồ rồi, anh đã lầm tưởng rồi. Không phải nó đi ba bốn nước, bảy sông chín biển gì đó hồi nãy em nói đó, không phải cứu nước. Nhưng mà anh phải nói cho rõ là nó đi bán nước thì đúng hơn. Nó đem dâng nước cho Tàu, hai bàn tay dâng nước cho Tàu.
Thôi, vài lời tôi nói như vậy thôi để tôi gửi mít lại cho các anh chị sinh hoạt. Tôi đến giờ tôi đi ăn cháo rồi, tôi xin cảm ơn, chúc các anh chị sinh hoạt cho vui vẻ. Mời lại chị Dạ Nguyệt nha. Mời chị. Dạ, một lần nữa dạ Nguyệt xin cảm ơn những chia sẻ của anh nha. Dạ, cũng chúc bạn ăn ngon miệng. Mến chào lại Lãng Nhi Chi Đạo, chào em gái đại nước tụi nhà nha. Bây giờ như vậy nè, Dân Sinh nói rằng đất nước chúng ta có thay đổi thì mình cũng đồng ý là thay đổi, nhưng mà hãy nhìn với những cái nước xung quanh thì xem nó thay đổi như thế nào. Hồi trước giờ đó thì Việt Nam đó đối với so sánh như Hàn Quốc hay là Phi đó, Thái Lan đó, thì Việt Nam lúc nào cũng hơn những người đó. Chính những cái dân tộc đó nó qua đó, nó đã làm, nghĩa là coi như là sang đó để mà làm lao động cho mình. Tại sao bây giờ người dân của mình lại sang bên đó để làm lao động? Thì cái đó là cái thay đổi đó. Và cái thứ hai nữa, đừng nói rằng ở xưa mình không có điện, bây giờ ở dưới thôn quê cũng có điện, đó là cái sự thay đổi. Nhưng mà không phải đâu, nếu mà không có dự cộng thì 45 năm nay thì đất nước Việt Nam của chúng ta như thế nào? Có thể sánh ngang vai với Singapore, hơn Thái Lan, hơn Singapore mà Mã Lai cũng như Phi Luận Tân, chứ không phải mà bây giờ đối với Thái Lan thì 20 năm sau mới có thể mà tiến bước bằng với Thái Lan đó. Thì cái đó là cái thay đổi. Còn thay đổi thứ ba nữa, đó là những cái người mà hồi xưa giờ họ chỉ có nón cối dép râu, thì bây giờ đó họ đã leo lên những cái chiếc xe, coi như cái sự đổi đời, coi như khỉ mà lên xe ngồi, còn người phải đi bộ. Đó là cái sự thay đổi, phải không? Dân sinh nói đúng không? Nếu mà dân sinh cầm bút lên để nói một cách mà khách quan thì ok, tôi có thể chấp nhận được. Nhưng mà ca tụng cái tên Giặc Hồ đó thì tôi không làm sao tôi chấp nhận, và cả diễn đàn này không ai đồng ý để cho dân sinh nghĩa là tuyên truyền giùm cho cộng sản được hết. Mến chào anh Bảo Tuyến nha, và cũng mời số 1 của các anh chị mới đến. Bây giờ nếu mà dân sinh còn nói cái luận điệu tuyên truyền cho cộng sản nữa thì chắc chắn là cái diễn đàn này không có chấp nhận dân sinh ở trong này sinh hoạt nha. Bây giờ thì xin phép các anh chị cho nhà Nguyệt mời dân sinh lên để mình cái ở trong này cái diễn đàn mình là tự do, cho nên mình cũng muốn được có cái sự công bằng, cho nên mời dân sinh lên để mà phát biểu cái quan điểm của mình. Cái quan điểm đó xin phép là không có được đi ngược lại với cái quan điểm của diễn đàn. Mời dân sinh nha. Vâng, mến chào lại mọi người và cảm ơn chị Nguyệt rất là nhiều. Thật sự thì chương trình không muốn đi ngược lại cái chủ trương của diễn đàn, mà lúc nào chương trình cũng đứng ở một cái lập trường khách quan để nhìn nhận được cái dòng lịch sử nó đã cho qua. Thì chương trình cũng không muốn lặp lại những cái lời nói mà lúc trước chương trình đã nói. Mình đã bị thực dân Pháp đô hộ trên dưới gần 100 năm, mà thằng Pháp là một quốc gia đi theo tự do dân chủ nhân quyền, thằng Tây, thằng Pháp, thằng Mỹ, thằng Đức. Muốn giải phóng được một chế độ thực dân thì tôi hỏi anh chị cần phải đi theo một thể chế nào thì chúng ta mới làm được chuyện này. Tôi hỏi một câu thôi, chứ mấy người nói rằng là tôi nói chuyện là ca tụng người này, ca tụng người kia. Nếu như không có được, không đi theo cộng sản thì không bao giờ, trừ khi thằng Pháp nó tự trả lời đất nước Việt Nam mà, chứ không còn con đường nào mà lấy lời đất nước Việt Nam. Đồng ý hay là không đồng ý, tôi bỏ qua cái đề tài này. Tôi nói được cái sự mà gọi là thay đổi của đất nước Việt Nam dưới cái thời tổng thống Bill Clinton, coi như là ban giao với đất nước Việt Nam ký năm 1995, thả lỏng với Việt Nam mình hội nhập thế giới. Thì Việt Nam mình đã từng bước một hòa nhập với cộng đồng thế giới. Lúc đó
trước cái thời chiến tranh đó, bị cấm vận trên dưới 20 năm. Nếu như thằng Tàu mà không được thả lỏng thì nó cũng không có được ngày hôm nay. Thì khi mình bị cấm vận trên dưới 20 năm đó, thì toàn bộ nền kinh tế của Việt Nam nằm trong vấn đề bế tắc. Thì lúc đó thì chị hỏi làm sao mình so sánh được với tụi Thái Lan, so sánh được với tụi gọi là Nam Hàn. Mình đang bị cấm vận, còn mấy thằng kia thì được cái sự hỗ trợ của quốc tế. Thì đứng ở một cái lập trường nhìn nhận, cái đó không có sự gọi là phát triển công bằng về vấn đề mọi mặt. Nhưng mà những năm gần đây, Việt Nam mình không còn đi theo Tàu, tại vì được cái sự hỗ trợ của Mỹ, của cả một khối châu Âu và những quốc gia khác, Việt Nam mình từng bước xa lánh cái đám Tàu này, hòa nhập vô thế giới, mở cửa làm ăn. Làm ăn là cái gì? Không phải là tôi thù anh, là tôi không làm ăn với anh. Tôi không làm ăn với anh thì tôi sẽ bị thiệt thòi. Cái đó nó chỉ là lợi dụng lẫn nhau trên một cái bàn cờ kinh tế và ngược lại là một bàn cờ chính trị. À, xin lỗi nhân sinh nha. Nhân sinh nói là sẽ lên phân tích một cách khách quan. Nhưng mà tôi thấy là không có khách quan rồi. Cái gì cũng ca tụng Cộng sản hết. Nói là nếu mà không có đi theo Cộng sản đó, thì làm sao đất nước độc lập được? Sai rồi. Đất nước độc lập không cần một Cộng sản. Cũng như nói là đất nước có thể tiến bộ được nếu không có Cộng sản, thì đất nước đã tiến bộ như thế nào rồi, chứ không phải là tại vì có Cộng sản vô. Mình không thể nói là đất nước mình bị Cộng sản nó chiếm rồi thì mình có thể theo, nghe là sánh vai với những cái nước khác. Cái đó là sai, phải không? Tôi không nói như vậy, mà tôi nói nếu Việt Nam không bị Cộng sản chiếm thì 45 năm qua Việt Nam đã tiến bộ như thế nào rồi, và cái vai vế Việt Nam trên trường thế giới chắc chắn là hơn những cái nước đó. Chứ tôi không nói là Việt Nam dưới chế độ của Cộng sản. Cho nên nhân sinh không có nghe rõ rồi lên trên này để mà phản biện như vậy. Phản biện một cách nghĩa là coi như là quá là ngây thơ. Phải nói là quá ngây thơ. Cũng như là so sánh là đất nước Việt Nam độc lập nhờ theo Cộng sản. Sai. Việt Nam không cần theo Cộng sản cũng có thể là độc lập. Tại vì lúc đó đó là Pháp theo cái tiền kể, nghe là cái lúc đó tất cả những nước mà đã bị đô hộ rồi thì đều phải trả tự do cho những người đó hết, cho nên không có thể là có cái chuyện đó được đó. Dạ, và thấy số Lâm muốn lên phản biện với cái ý này, xin được mến mời anh Thành Long nha. Dạ vâng, cảm ơn chị Hà Giảng của Hiệt. Vừa rồi tôi có nghe tiếng nói của Đức Sơn, thì cho rằng là nhờ chủ nghĩa cộng sản cho nên Việt Nam mới độc lập. Vậy bây giờ tôi hỏi xem anh chàng này có biết tí gì về lịch sử thế giới không? Thì cái thời Thế chiến thứ hai đó, trước đó đó là có 47 quốc gia bị đô hộ. Thì sau khi chấm dứt thế chiến đó, thì 47 quốc gia này được độc lập. Vậy thì 47 quốc gia này có bao nhiêu quốc gia nhờ chủ nghĩa cộng sản mà độc lập, còn lại những quốc gia khác thì phải nhờ cái gì mà họ độc lập? Anh có thể trả lời được không? 47 quốc gia độc lập thời sau thế chiến thứ hai, vậy thì có bao nhiêu quốc gia là nhờ chủ nghĩa cộng sản mà độc lập, và bao nhiêu quốc gia là không nhờ chủ nghĩa cộng sản? Liệu anh trả lời được không? Dạ vâng, mời anh. Vâng, cảm ơn chị Nguyệt và cảm ơn bác Đỗ Thông Minh. Trên sân cũng từng nghe bác là kiến thức rất là nguyên bác, từng hiểu biết là rất là nhiều thứ. Thì với cái thời mà đệ nhất thế chiến thì không có chế độ cộng sản. Chế độ cộng sản hình thành ra là từ năm 1929 đến năm 1930. Thì những quốc gia
nằm trong cái sự đô hộ thực dân, giống như là Việt Nam mình là của Pháp, Hồng Kông là của Anh Quốc, Macau là của Bồ Đào Nha, rồi Philippines của Mỹ, rồi Indonesia của Hà Lan. Thì theo như mà bác Đỗ Thông Minh nói như vậy, thì nếu như mà chúng ta mà không đi theo cái sự viện trợ của Nga, thì ai là người có khả năng đẩy lùi được những cái chế độ thực dân này? Đúng hay là không? Ấn Độ cũng là thuộc địa của Anh, nhưng mà cả một cái khối đồng dương, khi mà Việt Nam giành được độc lập rồi, thì nó làm cho cái bộ máy cai trị của những quốc gia đó suy yếu, giống như thằng Nhật trong cái thời mà đệ nhị thế chiến thứ hai, nó xâm chiếm cả một cái vùng Đông Nam Á. Nhật đảo chính Pháp, thằng Pháp cũng không giữ được đất nước Việt Nam, phải là nhường lại cho thằng Nhật Bản. Đó gọi là thời thế. Thời thế có nghĩa là mỗi một dân tộc nắm bắt được một thời cơ trong cái giai đoạn lịch sử, tự động giành lại chính quyền. Cái này nó không phải là trong một cái thời đại gọi là quân chủ, mà cái thời đại gọi là hiện đại hay là quân chủ, nó đều có một cái ý nghĩa na ná giống như nhau. Nó đều có một cái ý nghĩa na ná giống như nhau. Đất nước Việt Nam mình từng bị tạo hộ gần cả ngàn năm, mình vẫn có khả năng giành lại cái quyền tự chủ là do tại sao? Thịnh và suy, đó là cái sự tuần hoàn của một chế độ. Cái quan trọng là những anh hùng, những người có công với đất nước nắm bắt được thời cơ và có khả năng là sách hoạch quần chúng khởi nghĩa lấy lại cái chính quyền của mình. Đúng không bác Đỗ Thông Minh? Chứ Chi Sành không muốn nói mấy cái tệ nạn xã hội giống như là bác mà gọi là người lính già xa quê hương gì đó. Cái đó là cái vấn đề tệ nạn xã hội trong cuộc sống, quốc gia nào nó cũng có. Đừng có đem mấy cái chuyện là đàn bà con gái Việt Nam mình phải là lưu vong ngoại quốc lấy chồng. Tôi đâu có kêu chị lấy chồng ngoại quốc đâu. Trên thế giới hiện tại bây giờ cũng có nhiều quốc gia rất là nghèo khổ. Là tại sao? Mà trong khi đó Nhật Bản á, thì trở thành là một cường quốc. Cái điểm quan trọng ở đây không phải là thể chế, mà cái điểm quan trọng ở đây là những người lãnh đạo có đầu óc canh tân và cải tạo đất nước hay không. Thì chúng ta phải nhìn vào sự thật. Thằng Cuba nó vẫn nghèo đói, thằng Iran nó vẫn nghèo đói, thằng Bắc Hàn nó vẫn nghèo đói. Với cái sức ép của một cường quốc như Mỹ cấm những quốc gia này chế tạo bom hạt nhân, mà trong khi đó bom hạt nhân của Mỹ thì nó quá nhiều. Người Mỹ lúc nào họ cũng khôn ngoan trên một cái bàn cờ chính trị. Họ lúc nào cũng muốn đứng ở một cái vị thế mà gọi là thượng lưu. Nhưng anh khôn họ cũng đâu có ngu. Nếu như trong một cuộc chiến vũ khí nó quyết định được cái sự thành bại trong một cuộc chiến, thằng Nhật chúng hai cái bom hạt nhân buông xuống đầu hàng. Nếu như thằng Mỹ không chế được bom hạt nhân thì Nhật Bản dễ dàng nó đầu hàng với Mỹ. Đó là một cái con cờ. Nhân sinh ơi, Nhân sinh không trả lời đúng cái câu mà của anh Đỗ Thông Minh ảnh hỏi, cho nên chỉ làm mất thời gian của các anh chị ở đây thôi. Cái vấn đề mà tệ nạn xã hội hay gì đó thì cái đó là những cái mà người ta nói rồi, đất nước nào cũng có, nhưng mà mình phải coi tại sao nó có những cái tệ nạn như vậy. Trước kia đó thì người dân có bị như vậy không? Chẳng hạn như ở học đường thì tiên học lễ hậu học văn, nhưng mà bây giờ thì không còn là tiên học lễ học văn nữa. Học trò đánh thầy, rồi nghĩa là học các nữ sinh, nghĩa là giật áo xé áo nhau, giống như là y như là một cái ta nói là hồi trước ta nói là ở ngay ở bến xe hay gì vậy đó, chứ không còn là một cái học đường nữa. Đó là văn hóa đó sao? Ngay như cái trong trường học
những cái đám trẻ như vậy mà đã có bị như vậy rồi thì làm sao mà có thể đất nước tiến bộ được. Bây giờ Dạ Nguyệt thấy khối số 1 của anh Đỗ Thông Minh, mến mời anh cầm mic trở lại nha. Dạ cảm ơn chị Dạ Nguyệt và chào Sắc Sơn. Sắc Sơn còn đây không? Câu hỏi của tôi nó rất là đơn giản và tôi nói bằng tiếng Việt mà dường như là anh không có khả năng tiếng Việt phải không? Nếu mà anh xác nhận là anh không có khả năng hiểu tiếng Việt thì tôi không có đối thoại với anh nữa, bởi vì tôi không nên mất thì giờ với một người không có khả năng, không có trình độ. Tiếng Việt anh không biết thì anh nói chi cái chuyện rồi là chủ nghĩa với lại là xã hội thế này thế kia. Anh có hiểu câu tiếng Việt của tôi không? Bởi anh đòi lên anh trả lời, anh nói gì đâu nãy giờ 5-7 phút rồi không đi vào câu hỏi là nghĩa là sao anh? Anh cho tôi biết anh có khả năng tiếng Việt không ạ? À? Nghe và hiểu tiếng Việt không? Chứ tôi không muốn mất đi giờ. Anh nói gì đâu không à? Một câu rất là giản dị. Anh đã nhờ chủ nghĩa cộng sản cho nên mới giành được độc lập. Vậy thì 47 quốc gia độc lập sau Thế chiến thứ hai, có bao nhiêu nước nhờ chủ nghĩa cộng sản? Tức là cái suy nghĩ của anh rất là thiển cận. Lý luận thì cùn, kiến thức thì lùn. Một câu hỏi đơn giản như vậy mà không biết đường trả lời đi nói lòng vòng những chuyện khác làm chi. Dường như anh có thằng bạn nó làm cướp đó thì anh cũng nên bắt chiếc nó, anh đi làm ăn cướp hay sao? Thiếu gì nơi con cướp thì nhà anh cũng đi ăn cướp hay sao? Tại sao một chủ nghĩa kêu gọi đem lại bình đẳng cho con người mà cuối cùng nó lại thành bóc lột con người? Vậy là nước nào cũng vậy hết hả? Tức là người ta thấy cái gì người ta làm mà có lợi cho người ta dù là phi luật pháp thì mình cũng cứ làm, bởi vì ra là ở đâu cũng có chuyện đó hả? Bây giờ tôi hỏi lại anh một lần nữa, anh có hiểu tiếng Việt không? Và anh có thể trả lời câu hỏi của tôi hay không? Nếu không thì đi chỗ khác chơi. Bao nhiêu năm nay lên diễn đàn cũng chỉ làm nhảm có nhiều đó, chứng tỏ là cái loại ngu lâu khó đào tạo. Một cái chế độ mà do cộng sản lập ra mà cộng sản nói một câu rất là đặc biệt, tại sao mình lại sợ cái chế độ chính mình lập ra đấy? Đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói đó. Tại sao mình lại sợ cái chế độ mình lập ra? Và quý vị có biết rằng Nguyễn Phú Trọng nói câu gì không? Cái sự mà mất mát tài sản quốc gia đó do tham ô đó không bằng cái chuyện gọi là lãng phí. Đó, lời Nguyễn Phú Trọng nhé. Cái tài sản quốc gia mà mất mát do tham ô đó không bằng lãng phí. Jackson có hiểu câu này không? Có giải thích được không? Ok, tôi xin cho chị Dạ Nguyệt cho Jackson lên trả lời. Mà nếu mà đi lạc đề nữa thì rất là đáng buồn cho cái kiến thức của Jackson nha. Ok. Vâng, mến chào lại mọi người. Bây giờ đi trực tiếp vô câu hỏi của bác luôn. Thì mình cũng đưa ra một cái thí dụ cho bác. Không cần đi theo xã hội chủ nghĩa, nhưng mà những quốc gia đó vẫn có thể độc lập được. Là tại sao? Thì cái câu hỏi này á, mà chị Sành sẽ đưa ra một cái thí dụ, rồi nó đính kèm theo cái sự dẫn chứng của chị Sành. Dưới cái thời của Thành Cát Tư Hãn, đại hoàng đế của đất nước Mông Cổ gọi là Vĩ Đại Hùng Cường chinh phạt từ Á sang Âu. Thì khi mà đế chế Mông Cổ sụp đổ,
thì những quốc gia khác tự động sẽ độc lập. Giống như Liên bang Xô Viết mà nó sụp đổ rồi, Ukraine rồi những cái quốc gia lân cận nó tự động nó sẽ độc lập. Tại vì cái nền tảng chính trị của quốc gia đó đã sụp, thì dĩ nhiên quốc gia khác tự động độc lập. Nếu như bây giờ Trung Quốc nó sụp thì Tăng Cương, Tây Tạng, Nội Mông tự động nó đứng lên, nó sẽ giành lại độc lập. Trả lời gì có được không? Giống như ở cái vùng gọi là Đông Dương, Việt Nam mình đánh Pháp xong rồi, thằng Miên với thằng Lào nó tự động nó độc lập. Chứ tụi Miên tụi Lào nó có bao giờ đánh Pháp đâu. Đúng không bác? Đúng không bác? Là thông minh. Đúng không? Rồi xong câu hỏi đó. Còn nếu như bác muốn hỏi từng câu, tại vì bác nói nhiều quá, Chi Sành không có nhớ, Chi Sành không có trả lời được. Đó, đồng ý không? Rồi, mời bác lên. Tôi thì tôi cũng thú thật là ít thấy cái người nào trình độ thấp kém như vậy, một câu hỏi như vậy mà trả lời cũng lạc đề nữa. 47 quốc gia độc lập đó, đó đâu phải là 47 quốc gia mà coi như là cái nước kia nó sụp đổ rồi là 47 quốc gia này độc lập. Mà ngay cả vấn đề như vậy nữa thì nó đâu có dính dáng tới gì tới chủ nghĩa cộng sản đâu. Trong 47 quốc gia đó chỉ có Việt Nam duy nhất là phải trả cái giá người chết kể cả hai bên trong cuộc chiến từ 3 triệu tới 4 triệu. Mà người ta cùng lắm là người ta chỉ vài chục ngàn là người ta độc lập, hoặc không có việc gì hết người ta cũng độc lập, bởi vì cái chế độ thực dân nó đã tới thời kỳ chấm dứt. Sau cái thế chiến thứ nhất, thứ hai người ta còn không còn muốn chế độ thực dân nữa. Chính vì vậy cho nên khi Pháp cố giữ Điện Biên Phủ thì Thủ tướng Anh và Mỹ quyết định với nhau là không muốn duy trì chế độ thực dân nữa, cho không nên giúp. Đó. Chứ đâu cần gì chủ nghĩa cộng sản đâu. Chỉ duy nhất là trong 47 quốc gia đó Việt Nam tốn 4 triệu dân vì có Hồ Chí Minh và chủ nghĩa cộng sản. Nếu mà đất nước Việt Nam không có Hồ Chí Minh và không có cộng sản thì cũng độc lập như 47 nước kia, mà gần như không tốn gì cả. Giống như là giữa cái trường hợp nước Việt Nam được thống nhất thì nó giống như là Đức thống nhất, thì nó đâu có mất đồng nào đâu. Bây giờ Bắc Hàn với Nam Hàn thì nên Bắc Hàn nên chiếm Nam Hàn để mà giải phóng à? Hay là Nam Hàn nên giải phóng Bắc Hàn? Khi mà nước Đức sát nhập thì Tây Đức đó phải bỏ ra hơn 1.000 tỷ đô la để nâng cái người em mình đã lạc đường lạc lối bao nhiêu năm trở về, hơn 1.000 tỷ đô la để nâng lên, mà Đông Đức cho tới ngày hôm nay vẫn còn thua kém Tây Đức. Đi với cộng sản là nghèo đói, chuyện đó ai cũng biết. Trong chiến tranh Việt Nam, bom đạn thả bằng số lượng gấp đôi gấp ba lần cả thế chiến thứ hai cộng lại, thế mà người dân không đi bỏ nước ra đi. Khi cộng sản vào thì người dân bỏ nước ra đi ào ạt, cho tới ngày hôm nay là cũng khoảng 3-4 triệu trên 100 quốc gia. Và thông báo của nhà nước cho biết, như là ông Phúc ông nói đó, bây giờ mà có cái cột đèn ở Mỹ nó cũng về. Trong khi ông quên một điều là mỗi một năm, chính nhà nước công bố, mỗi một năm đó là khoảng có 100.000 người bỏ nước ra đi luôn. Mỗi một năm hiện tại đó nha. Mà cái này nó diễn ra trong khoảng gần 10 năm qua, tức là ít nhất đó cũng 1 triệu người đã bỏ nước ra đi mới đây và ra đi bằng máy bay. Đó. Kể cả là đi máy bay lậu của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Đó. Cũng móc nối làm ăn với cái đám nghĩa là đi vượt biên luôn. Coi như là bà Ngân đưa người ta đi vượt biên rồi còn gì nữa. Nhớ nha, mỗi một năm 100.000 người bỏ ra, chứ không phải là cái số người đi du lịch, đi luôn đó, bằng mọi cách. Đi bằng vấn đề kinh tế, có tiền đi làm cơ sở, thứ hai là đi theo con cháu, thứ ba là đi lậu, đi đủ các thứ. Mỗi một năm 100.000, trong 10 năm qua là có 1 triệu người bỏ nước ra đi. Một cái chế độ gì mà người ta 45 năm rồi mà người ta vẫn bỏ nước ra đi. Biết là Úc không có nhận mà ngày hôm nay vẫn còn boat people đi Úc.
và có những người đi Úc bị đẩy trở về lại tiếp tục đi Úc nữa. Chế độ cộng sản gì mà kỳ vậy? Bây giờ tôi xin hỏi Giang Sơn một câu đơn giản, bởi vì tôi không muốn tranh luận với thì giờ khuya quá rồi. Bây giờ tôi hỏi một câu thôi. Đối với cộng sản đó, thì cộng sản nghĩa là gì và tư sản nghĩa là gì? Nhá, câu rất là đơn giản. Đối với cộng sản nghĩa là gì và tư sản nghĩa là gì? Mời Giang Sơn trả lời. Vâng, mến chào lại mọi người. Cái này nó quá dễ, bác thông minh. Cộng sản có nghĩa là gì và tư sản có nghĩa là gì? Cộng sản nói một cách nôm na, lý thuyết của cộng sản là tất cả tài sản đều chung. Tư sản có nghĩa là cái gì? Tư sản có nghĩa là những cái thứ nó đều riêng tư của riêng biệt, nói một cách nôm na là như vậy. Còn nếu như mà bác muốn chia sẻ phân tích rõ ràng từ tư sản và cộng sản thì nó rất là mất thời gian. Tại vì những cái thể chế cộng sản đó, nó không phát triển được là không cần làm cũng có ăn. Tại vì tài sản là tài sản chung, hợp tác xã rồi nông trại cái gì cũng là chung. Còn tư sản có nghĩa là tôi làm là tôi hưởng, anh không làm là anh không hưởng. Từ những cái chế độ tư sản này á, thì con người mới phấn đấu lên. Mọi người phải cố gắng làm cái gì nó có cạnh tranh là cái đó nó là tiến bộ. Quá đơn giản là vậy, bác thông minh còn hỏi gì nữa mà. Cộng có nghĩa là cộng vô, còn tư có nghĩa là tư hữu, tách ra, đơn giản và đơn giản. Tuy rằng là mình không phải là một cái thế hệ đi trước, nhưng mà Trường Giang có thể là sống sau dù sống trước. Không phải là cái thế hệ đi trước là giỏi hơn cái thế hệ đi sau. Tất cả mọi người đều đứng ở một cái lập trường khách quan để trao đổi và chia sẻ và nhận thức. Cái này là trên một cái vấn đề gọi là thảo luận. Nếu như quyền lực ở trong tay của bác, có nghĩa là tổng thống. Nhưng mà tổng thống cần phải là thông qua quốc hội, thượng nghị viện và hạ nghị viện. Lực pháp nó rất là nghiêm minh. Đó là đứng ở một cái thể chế gọi là tư sản. Còn nếu như là cộng sản là độc tài, quyền lực nằm trong tay của tên gọi là Tập Cận Bình. Lời nói của ông là quyền lực, tiếng nói của ông là hoàng song, tiếng nói của ông là hoàng đế, thì cái đó gọi là xã hội chủ nghĩa. Đó, mình nói cái gì á, bao nhiêu năm nay mình đi lúc nào người ta cũng không bao giờ cho mình nói. Không bao giờ cho mình nói có nghĩa là sao? Họ không bao giờ mở mang những cái tư tưởng để nghe người khác nói, cứ ôm một cái tư tưởng hủ lậu ở trong đầu. Càng hủ lậu thì nó không bao giờ phát triển được. Tranh cử tổng Xin lỗi Danh Sinh nha, nói rằng những cái room khác nó không có để cho Danh Sinh nói họ có tư tưởng hủ lậu. Không phải đâu, là tại vì mình lên đây mình tuyên truyền, mình lợi dụng, mình cầm mic mà tuyên truyền, mình nói những cái gì mà nó sai sự thật, cho nên người ta không muốn mình nghe mình nói nữa, chứ không phải là tại vì mình nói đúng. Bây giờ thì không mất thời gian, các anh chị, và Nguyệt thấy có số 1 của anh Thành Long. Mời anh Thành Long nha, và cũng mời số 1 của em gái nợ nước thù nhà nè, anh Ngô Quán, rồi Black nữa nè. Mời số 1 các anh chị nha. Dạ, cảm ơn chị Giả Nguyệt và tôi xin trả lời Giác Sơn. Hai câu hỏi dễ như vậy mà không trả lời được. Tôi không biết gọi cái người bênh vực cộng sản với cái đầu óc như vậy là loại người gì. Hai câu hỏi rất là cơ bản, rất là đơn giản như vậy mà không trả lời được. Chứng tỏ rằng là không biết gì về cộng sản hết mà chỉ lên đây. Bây giờ tôi giải nghe, cộng sản là cộng tất cả những tư liệu sản xuất lại, nói một cách khác các tư liệu sản xuất là của chung, chứ không phải cộng sản là cộng lại tất cả tài sản của mọi người là trở thành của chung. Nói như vậy là dốt,
là chưa biết gì chủ nghĩa cộng sản cả. Một cái điều rất là cơ bản, chủ nghĩa cộng sản mà cộng sản là gì không biết. Về mở sách cộng sản ra và đọc xem cộng sản có nói giống như Jackson không. Xin nói lại một lần nữa, cộng sản là cộng chung các tư liệu sản xuất. Khi các Marx nhìn thấy những nhà máy, là những tư liệu sản xuất đó, cái kìm cái búa là không kể là tư liệu sản xuất, nhưng mà những máy móc để sản xuất là hàng hóa, thì các Marx thấy rằng là chủ đó đã lấy những hàng hóa đi bán, coi như là cái giá trị thặng dư đã lọt vào tay chủ, tức là chủ bóc lột, thì nhân công phải đứng lên, chứ không phải là cộng sản là cộng tất cả tài sản lại. Có cái nước nào trên thế giới này cộng tất cả tài sản lại không? Chủ nghĩa cộng sản đã xuất hiện với nhân loại cả trăm năm rồi. Có nước nào trên thế giới, kể cả Lenin, Stalin và những người sau, Brezhnev, Khrushchev v.v. có bao giờ hô hào, kể cả tàu Mao Trạch Đông, có bao giờ hô hào đem tài sản tất cả mọi người ra gom lại là thành của chung không? Các mặt quan trọng là vấn đề tư bản, tức là họ lập xí nghiệp, họ mua máy móc, rồi họ từ cái máy móc đó, họ dùng nhân công để sản xuất ra hàng hóa, và họ lấy cái sai biệt về giá cả đó, gọi là giá trị thặng dư, họ làm của riêng. Thành ra, cộng sản là cộng các tư liệu sản xuất lại là của chung. Thành ra rốt nát như vậy đó, thì mới nên theo cộng sản là đúng rồi. Bởi vì thằng cộng sản là gì cũng không biết, mà bảo đảm là cộng sản Việt Nam bây giờ hơn 4 triệu đảng viên hỏi á, thì bảo đảm là 99% cũng không biết, tức là cũng là cái loại ngu dốt như là sắc sân. Trả lời theo cảm tính mà không hề biết chủ nghĩa cộng sản đó là cái gì. Thứ hai, tư hữu. Tư hữu là không phải là có của riêng. Không phải như vậy. Tôi đã nói rằng là cộng sản và tư hữu theo chủ nghĩa cộng sản nghĩa là gì? Tư hữu dở sách từ điển cộng sản ra mà coi, dở từ điển tiếng Việt Bộ Giáo dục Đào tạo mở ra mà coi, tư hữu là gì? Tư hữu là thành phần làm giàu bằng bóc lột. Đó, đó là tư hữu đó. Thành ra khi mà nói chuyện cộng sản thì phải biết cộng sản nó nghĩ cái chữ tư hữu là gì, nó nghĩ cái chữ cộng sản là gì, chứ không phải là bằng cái kiến thức là thô thiển là lên đây nói bậy nói bạ. Nếu mà trình độ hiểu cộng sản như vậy á, thì Jackson phải bỏ ra thêm chừng 20 năm nữa học chủ nghĩa cộng sản đi, rồi đi nói chuyện. Chứ còn trình độ như vậy mà nói chuyện thì tôi không biết tôi phải cười như thế nào nữa. Vậy mới hỏi hai ba câu hỏi đã trả lời không đâu ra đâu. Bây giờ tôi xin hỏi một câu cuối cùng. Bộ đội nghĩa là gì? Jackson, có trả lời được không? Bộ đội nghĩa là gì? Trả lời được không? Tôi nhường mic cho trả lời nè. Một câu đơn giản đó thôi nhá, đừng có đi ra ngoài đề mất thì giờ. Ok, rồi, mời. Thật sự thì trên sàn cũng chưa có đủ trình độ mà cao siêu giống như bác. Nhưng mà những cái từ ngữ này nó quá dễ dàng. Army có nghĩa là gì? Navy có nghĩa là gì? Chị Sành hỏi ngược lại bạn à? Nói theo tiếng Mỹ, Army nó có nghĩa là gì? Navy có nghĩa là gì? Air Force nó là cái gì? Thì bộ đội nó là cái gì? Thì câu trả lời của chị Sành là vậy rồi. Bạn đồng ý không? Bộ đội nó là cái gì? Nhân quân nó là cái gì? Quân giải phóng nó là cái gì? Chị Sành nói vậy là có đủ để là trả lời được câu hỏi của bạn không? Mời bác lên nha. Còn nếu như mà bác mà muốn chia sẻ cắt nghĩa ra cái từ bộ đội nó là cái gì, thì bác phải giải thích được cái từ là Army nó là cái gì, Navy nó là cái gì, quân giải phóng nó là cái gì, biệt kích nó là cái gì, không quân nó là cái gì. Bác đồng ý không? Chưa đủ nữa à? Thứ
Thì trên sinh đã nói như vậy rồi, bác không hiểu nữa, không lẽ phải đi trực tiếp vô. Nó chỉ là một cái danh từ riêng để chỉ một cái quân đội, một cái đội ngũ hay là một cái nhóm, một cái người làm một cái nhiệm vụ nào đó, gọi là nôm na là như vậy. Nói như vậy có được không bác Đỗ Thông Minh? Bác lấy cái tên của bác hay nha, rất là thông minh luôn đó, đúng không? Rồi bác lên đây. Nó chỉ là một cái danh từ riêng để chỉ một cái nhóm người đang làm một cái nhiệm vụ gì đó cho một đất nước, cho một dân tộc, cho một cộng đồng, cho một thể chế, gọi là bộ đội hay là army hay là navy hay là air force, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Nó cũng giống như là vệ binh cấm tử thành, đại khái nó là như vậy. Vâng, sao bác đông mắt à? Chị Nguyệt, chị Sành có đúng hay không? Chị Sành thì không phải là trên thông thiên văn mà dưới hiểu địa lý, càng khôn vũ trụ bát quái ngũ hành, nhân sinh quan tâm sinh lý, văn hóa ẩm thực thể thao, kinh tế chính trị quốc phòng. Tại vì mình là hậu bối, càng phải học hỏi theo. Mình biết người nào giỏi hơn mình thì mình càng phải học đó. Coi như hôm nay là Chê Sành đang học hỏi bác thông minh đó. Vài ba năm nữa bác già bác hưu rồi, Chê Sành sẽ lên thế luôn cái chức vụ của... Em Sành ơi, em Sành đã nói sai rồi. Đang bao nhiêu người ta chát lên là nói chưa có đúng, mà cứ ôm bích nói hoài à. Bây giờ để anh Đỗ Thông Minh anh lên anh giải thích cho nghe hai cái chữ bộ đội là thế nào nha. Rồi sau đó thì Dạ Nguyệt mời Black nha. Mời anh Đỗ Thông Minh nha. Chào chị Dạ Nguyệt và chào tất cả mọi người. Bây giờ tôi trả lời, tôi cho Giác Sơn nghe. Khi tôi đặt câu hỏi, anh đồng ý anh lên trả lời. Anh lên trả lời thì anh lại đặt câu hỏi tôi rồi anh đi xuống. Anh không biết sự thế trong một cái xã hội giao tiếp với nhau, ăn nói với nhau như thế nào. Thành ra anh không biết cộng sản là gì, tư hữu là gì, bộ đội là gì cũng không biết. Với cái trình độ này thì tôi có họ thể hỏi anh 100 câu về cộng sản, tôi bảo đảm anh cũng không biết. Bởi vì những cái gì cơ bản nhất cũng không biết thì làm sao mà nói tới những về khác được. Ví dụ vô sản chuyên chính là gì? Biết không? Lên nói phép tiếp hay sao? Vô sản chuyên chính là gì? Thành ra bộ đội không có phải là như là Jackson nói, mà khi nói thì cứ nôm na. Tại sao không nói cho nó đàng hoàng mà lại cứ nôm na? Tại sao lại cứ phải chữ thêm chữ nôm na để mà biện minh cho cái lối nói vòng vòng của mình không trả lời được vào câu hỏi là nghĩa sao? Tôi không có chơi chữ nha, cái này là những cái chữ thực sự của Cộng sản nó dùng và nó định nghĩa thế nào tôi nói cho anh nghe, bởi vì tôi biết anh là loại thất học. Chứ đâu có chơi chữ, tôi đâu có bẻ cong chữ nghĩa đâu. Tôi nói đúng cái định nghĩa của Cộng sản nó định nghĩa mà. Chơi chữ tức là tôi dùng mẹo, tôi nói lời này nhưng mà ý khác. Để tôi lừa anh, tôi chơi chữ anh. Tôi đâu có, tôi giải thích đúng vào cái chữ của nó. Tôi đã nói là theo Cộng sản, những cái chữ này nó nghĩa là cái gì. Anh theo Cộng sản mà anh không biết gì hết. Thì anh lọt vào cái trường hợp của Lenin. Anh có biết câu nói Lenin nổi tiếng không? Ngu dốt, nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá hoại. Anh rất có nhiệt tình với Cộng sản phải không? Bao nhiêu năm nay anh đi các diễn đàn anh nói như vậy là anh rất là có nhiệt tình. Nhưng mà anh cộng với gu dốt thì equal là bằng phá hoại. Anh là cái loại phá hoại, Cộng sản nó cũng không nuôi anh được. Trừ khi là anh dốt, anh làm đầy tớ tay sai cho nó. Đáng lẽ anh là chủ, nó là đầy tớ. Thì anh chịu khó, anh làm đầy tớ cho nó thì có thể nó nhận anh. Bởi vì trình độ anh rất là ngu dốt. Những cái từ rất là thông thường của Cộng sản anh không hiểu gì cả. Bộ đội là gì anh cũng không biết. Mà cũng rất là tội nghiệp anh, bởi vì tôi đã nói chuyện với rất nhiều bộ đội. Thì 99% bộ đội cũng không biết bộ đội nghĩa là gì.
hầu hết cái bọn bộ đội, nó nói là bộ đội đó là lính đi bộ, trong khi chữ Hán cái này là từ của người Nhật đặt ra, lấy chữ Hán đặt ra, và chữ bộ này đó là bộ phận chứ không phải bộ này là bộ là đi bộ, nó là đồng âm dị nghĩa, thành ra nó là bộ phận quân đội. Đối với miền Nam thì người ta hay gọi là đơn vị đó, đó là nó đơn giản như vậy thôi. Thành ra những người đọc sách cộng sản mà không hiểu cộng sản cho nên mới nhắm mắt đi theo cộng sản và ca ngợi cộng sản. Sau cái thế chiến thứ 22, 47 quốc gia độc lập mà họ không có nội chiến, họ không có Hồ Chí Minh, họ không có chủ nghĩa cộng sản. Chính nhờ cái đó họ độc lập. Nếu có chỉ có một hai quốc gia là có vẻ cộng sản thôi, chứ thực ra toàn là những nước đế quốc. Nó cai trị thì làm sao nó là chế độ cộng sản được? Anh, Pháp, Đức, Nga, rồi tới Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Italy, toàn là những nước tư bản không, làm sao là nước cộng sản được? Thế mà đến khi mà các cái nước bị thực dân đó, họ cũng có đấu tranh chứ không phải không, nhưng mà cái đấu tranh họ nó chưa đi đến đâu hết thì cái chế độ thực dân nó giải tán, thành ra tự động 47 quốc gia họ độc lập. Mà cái thời kỳ đó là chính là thời kỳ Hồ Chí Minh đâm đầu vào đánh nhau với Pháp, đúng không? Nếu mà Hồ Chí Minh mà giỏi mà khéo léo đó, thì có thể là đất nước Việt Nam chúng ta độc lập và không đổ giọt máu nào, bởi vì 47 quốc gia họ có thể làm như vậy dễ dàng. Đâu có thế lực nào thế này thế kia đâu. Đó 47 quốc gia chứ không phải nói một số quốc gia. Cho nên rằng là trình độ như thế mà lên diễn đàn bô là Việt Nam phải có chế độ cộng sản thì mới giành độc lập được. Nói một câu là quá ngu, không biết còn ngu nào và bằng của cái ngu này nữa. Hà Giác Sơn bao nhiêu năm rồi vẫn nghĩa là cứng đầu như vậy.